vừa qua, nữ rapper Tơ Linh ra mắt MV Gây Yêu Dấu Của Em Ơi. MV nhận ý kiến trái chiều liên quan đến ca từ, hình ảnh, thậm chí cả cái tên Gây Yêu. Nhiều khán giả cho rằng Tơ Linh ngày càng đánh đố người nghe với cách hát thều thào, lướt chữ, dính chữ và không truyền tải được bất kỳ thông điệp rõ ràng nào với phần lời khó hiểu, sáo rỗng. À, Lì Xe. Có em. Hãy mở cho anh một bài rap không rác, không tục và ca từ bài rap đi vào lòng được không? Ok, em sẽ mở ngay. Đen vô cùng chất ê. Bao nhiêu người phải cùng hất ngay. Ca từ ta là đám say. Lượt nghe không kịp đuổi ấy. Trăm ngàn con sóng xô. Rapper Việt mở lên tất cả vì rap thật không có thô. Yes, sống quên mọi người muốn nổi bằng TV chẳng mời mẹ. Sống bằng TV, mà TV nào như tranh vẽ. Kết nấu lộ hàng ra đứng top view cao. Cứ ngồi ảo tưởng mình quá sáng như sao. Người ta thương quả chuối chết đâu cần biết em sao. Nhìn mặt anh đi em nghe anh tiếc em sao. Đạo nhạc đạo thơ như là sóng mà đổ về. Khán giả họ biết hết nhưng đừng quá đùa với nghề. Nghệ sĩ có nhiều bí thuật nhưng mà đừng có gặn hỏi. Đẳng cấp là như thế rồi nên lên top chỉ là gọi. Tốt từ YouTube, tốt đến cả Zing. Tốt từ vụ đông xuân đến hè thu thay mùa. Chẳng cần lấy đạo cụ, chẳng cần lấy quạt chuối. Leo top nhanh như vậy mỗi người cũng cá đuôi. À, Lì Xe. Có em. Hay là thế này đi. Anh là fan cứng của Quả Dưa Leo. Em có thể mở bài rap nào Quả Dưa Leo hay nghe không? Ok, em sẽ mở ngay.